Từ xưa vẫn có quan niệm cô dâu đang mang bầu thì khi về nhà chồng không được danh chính ngôn thuận đi vào từ cửa chính mà phải đi vòng ra cửa sau để vào. Trường hợp nhà không có cửa hậu, cô dâu sẽ phải bước qua một chiếc chậu bồ kết nướng than hồng với hàm ý xui đi điều xui xẻo. Mới gần đây, hình ảnh được cho là ấm áp nhất ngày hôm nay đã xuất hiện tại một đám cưới ở Bình Phước. Cô dâu bầu trước cưới nên mẹ chồng không cho đi cửa trước vào nhà. Thế nhưng đón dâu về thì chủ rể đánh liều bất chấp, mẹ chạy ra can ngăn kéo vợ chạy thẳng vào nhà, ôm vợ phi thẳng cửa trước không nói nhiều. Video này là video tôi thấy đáng yêu nhất từ trước đến nay từng xem luôn. Lấy chồng chỉ cần lấy người như thế này thôi chứ còn mong gì hơn nữa. Chúc hai em mãi hạnh phúc, cả nhà cùng khỏe mạnh chào đón thành viên mới nhé. Nói về quan niệm có bầu phải đi cổng sau, ông Vũ Thái Khanh, Tổng Giám đốc Liên Hiệp Khoa học Công nghệ Tinh học Ứng dụng cho rằng quan niệm này không phải ai cũng làm theo, mà chỉ là một số gia đình vùng miền. Đây chỉ là quan niệm dân gian, họ đặt ra để răn dạy người con gái phải gìn giữ trước khi cưới, không ăn cơm trước kẽn. Còn về ý nghĩa tâm linh để xua đuổi những xui xẻo, vẫn đen cô dâu có bầu trước khi rước dâu phải đi bằng cửa sau, phải bước qua lửa chẳng có ý nghĩa gì. Dù đó chỉ là hành động lách luật, nhưng anh biết rõ rằng vợ mình không đáng bị đi cửa sau, xứng đáng được vào cổng chính như biết bao cô dâu khác. Có lẽ những gì được gọi là hủ tục thì nên bỏ đi. Chúng ta sống ở hiện đại, cần nhìn vào thực tế hơn là những quan điểm xưa cũ. Cái cốt yếu nhất vẫn là vợ chồng sống hạnh phúc với nhau, con dâu hiếu thảo với bố mẹ chồng. Và chúc cho cặp đôi này sẽ luôn hạnh phúc nha.